Ok, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Huỳnh. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái chủ đề nữa. Hôm nay thì mình sẽ làm về một cái chủ đề thuốc ở Costco. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái câu chuyện hôm nay nha. Ok, thì hiện tại mình đang đứng chỗ một cái quầy thuốc của Costco. Đó là quầy thuốc dị ứng. Là ở Costco này họ bán thuốc là gọi là dị ứng, rồi thuốc cảm, rồi thuốc này thuốc kia, những cái thuốc đặc giống như là những thuốc mà nó dùng cho đời sống á, thì sẽ được bán rất là đại trà ở tại Costco. Và đây là cái hàng của Costco, và nó có rất là nhiều hàng. Thì giờ mình sẽ bắt đầu đi từng hàng. Cái khu này á là cái khu của thuốc dị ứng, vì hiện tại là đang mùa dị ứng nên bắt đầu họ đã bán và đã giảm giá rất là nhiều. Và bên đây là những loại thuốc về, hình như là theo mình xem nói là như là thuốc về dạ dày. Rất là nhiều loại thuốc, khi mà mình mua thì mình nên đọc kỹ, và mình nếu mà mình không có rành tiếng Anh á thì mình có thể đứng trong đây rồi mình Google dịch translate á, nó sẽ ra. Tiếp theo còn cái loại thuốc này. Ở đây là loại thuốc đau đầu, giảm đau, là loại này. Bên đây hình như là cũng là những loại thuốc đó. Thì mình hiện đang làm về những loại thuốc ở trong Costco. Nếu mà bạn nào muốn mua những loại thuốc vitamin nè, thuốc đau đầu nè, thuốc tất cả các loại thuốc mà nó hầu như là nó đại trà mà người Mỹ hay sử dụng, thì nó sẽ có ở đây. Và nếu các bạn muốn mua thì cứ liên hệ mình sẽ nhận order. Đây là thuốc đầu đầu, rất là được nhiều người sử dụng ở nước Mỹ luôn. Thuốc này là lúc mình ở Việt Nam á, gia đình mình hay mua về cho cả nhà xài, uống rất là hiệu quả. Ở đây có rất là nhiều loại thuốc, bạn có thể tham khảo từ bạn bè tất cả mọi nơi để mình mua, giá thì đã đều có trên đây hết. Thuốc đau đầu là mấy chục loại đó, còn thuốc đau bụng là mấy chục loại đó. Mỗi loại nó có mỗi công dụng riêng. Còn cái loại này là thuốc nhỏ mắt nè. Loại này thuốc nhỏ mắt. Khu này là khu về mắt. Thuốc nhỏ mắt, thuốc rửa mắt đồ này nằm ở đây. Đây là vitamin. Đây là vitamin E sao nè. Đây, bạn thấy không? Vitamin E. Nhìn là thích, nhìn là mình muốn, cảm giác là mình muốn mua về là mình muốn bổ sung cái vitamin trong người mình liền. Còn đây là collagen. Này, giá cả là có hết. Chỉ cần bạn muốn thì mình sẽ đem hết nước Mỹ về cho các bạn. Tại cái loại này là mình đang uống nè. Loại này là mình đang uống. Có nam và cho, có cả nam và có cả nữ. Nam là men nè, men nè. Đây là men. Còn đây là woman. Đó. Là những loại này là vitamin tổng hợp. Bạn uống vô, nếu mà bạn ít ăn trái cây hay ít ăn những rau quả thì bạn có thể uống những cái vitamin này để các bạn bù lại năng lượng. Đó. Trên những cái này nó đều ghi cái thành phần nè. Vitamin A, vitamin A, vitamin C, vitamin D, E, B6. Là nó cái loại này là dạng gum. Mình có thể nhai, ăn nhai đồ này kia nè. Collagen đủ loại hết. Ở khu này là về vitamin tổng hợp. Rồi, ở đây là khu đặc trị hơn. Thì đây là những cái vitamin B nè, vitamin C, B12. Đó, các loại B12 nè. Ở dưới đây vitamin B luôn, B complex nè. Giá là 10 đồng. Vô đây là rất là thích luôn. Vô đây là mình sẽ cảm thấy là mình là thiếu rất là nhiều năng lượng, thiếu rất là nhiều vitamin. Còn đây là cũng là một loại vitamin. Cái này là tốt cho tóc và skin, nail. Đó, là nó bổ, nó cho mình mọc tóc, rồi nó cho mình bổ móng tay, bổ những cái chất mà nó làm cho móng tay mình khỏe hơn. Vô đây là mình muốn mua hết tất cả gì mình uống luôn, khỏi mất công ăn. Nhưng mà không được, mình phải ăn để mình lấy. Còn này những cái thuốc để bổ sung thôi.
về tiếp tục đây. Đây cũng là một loại nữa. Này mình nữa không biết đây là cái gì. Chắc là cũng là vitamin thôi. Bạn khi bạn mua bạn nhớ đọc kỹ. Loại này là vitamin K2, vitamin D3. Rồi rất là nhiều. Mình phải từ từ. Mình mới vô mình thích lắm nhưng mà sorry. Mình phải cứ từ từ mình nghiên cứu. Để nó sẽ ra cái mà mình muốn này. Collagen nè. Còn này là Collagen Mi Q10. Đây là hình như là, đây là mình loại này hình như là tốt cho tim hay sao á. À, các bạn cứ tham khảo ở trên Costco hay là bạn bè. Thì các bạn muốn order, mình sẽ order cho các bạn. Rất nhiều loại vitamin luôn. Đây, cái khu này là cái khu mà rất là nhiều người hay mua. Đó là về dầu cá, fish oil nè. Fish oil. Rất là nhiều loại dầu cá. Nhà mình thì hay sử dụng loại này. Đó, loại này có hộp lớn, hộp nhỏ thì hộp đại nè, to hơn nữa nè. Giá thì khoảng 15 đồng, 16 đồng một hộp. Rồi đó là về phần thuốc. Bây giờ mình sẽ lan nhẹ qua một cái phần nữa là về những cái phần mà về tập bổ sung protein. Và những người mà hay mà tập tạ hay là làm nặng có thể sử dụng những cái thanh sô cô la này. Đây gọi là protein bar đó. Là giống như là bổ sung năng lượng á, khi mà những cái bạn mà tập tạ nặng á mà về mệt á, hoặc là có thể là không có thời gian ăn á, có thể sử dụng loại này. Rất là nhiều loại. Còn đây cũng là những loại đó. Đây nè, Vega. Đây là dạng bột để mình làm những cái sinh tố, mình trộn chuối, trộn cái này kia vô đó mình ấy. Organic nè. Giá hiện tại là 30 đồng. Ship về Việt Nam thì chắc nó phải lên giá nữa. Đây, loại này thấy rất là nhiều người sử dụng. Ở đây rất là nhiều người sử dụng. Đây là dạng sữa. Đây là dạng bột. Thì công dụng của mỗi loại nó mỗi khác. Mình phải đọc cái... Khi mà mình qua bên Mỹ này á, thì mình phải đọc những cái hướng dẫn thật là kỹ thì mình mới dám mua. Thì mua về vẫn trả được. Nhưng mà nó mất công mình đi. Tại vì mỗi lần mình đi tới những chỗ này mình phải vô, mình đổi trả rồi nó, trên quãng đường thì nó xe đó, nó mất công mình lắm. Cái khu này nó rất là, khu này rất là to đó. Các bạn thấy nè, toàn là những cái loại mà bột rồi những cái thanh sô cô la rồi đầy năng lượng hết á. Lem qua đây là bắt đầu kem đánh răng. Kem đánh răng Crest nè. Ở Việt Nam là rất là nhiều người sử dụng. Đây nữa, Crest nữa. Loại này hình như là tẩy trắng răng nè. Mấy loại này tẩy trắng răng. Giá của nó là 27 đồng mấy nè. Giá nó có thể dao động, có thể sale hoặc là giá bình thường. Tùy cái ngày thôi, nó có sale thì nó sẽ báo cho mình. Bàn chải OMB nè, chắc mình phải mua loại này. Loại này nhìn thấy nó lạ lạ nè mọi người. Nhìn thấy nó lạ nè, bàn chải đen nè, không biết nó có sự sử dụng tốt không. 15 đồng. Chắc mình nghĩ tốt hơn loại này. Mình có mua loại này nhưng mà nó cứng quá. Loại này mình nghĩ chắc nó mềm hơn nè. Rồi, mình sẽ lấy cái loại này luôn. Rồi đây là xỉa răng bằng dây. Đây, các kính thưa các thể loại kem luôn. Sensonite, Colgate, Crest. Một loại nữa. Cái loại này mắc á, 21 đồng luôn. Đây, có son, hình như đây là son ở dưỡng môi nè. Son dưỡng môi sao nè. Organic. Ôi thất, nhìn rất là hấp dẫn à. Giá của nó là 14 đồng. Chưa tính thuế, và tất cả những giá này là chưa có tính thuế hết ra rồi mới tính thuế thôi. Còn đây là khu lotion.
Rất là nhiều lotion nè, em một loại nè. Cetaphil là rất là nhiều người sử dụng ở Mỹ, rất là sử dụng rất là đại trà. Đây hình như là kem chống nắng nè, Fish Defense, Fish Defense. À, đây là những loại kem chống nắng. Đây là Minjusil, đây là làm đẹp cho phụ nữ. Rồi đây là lotion. Thấy rất là nhiều đúng không? Hàng nào nó ra hàng đó. Mình chỉ cần là mình tới đúng cái hàng là mình lấy thôi. Rất nhiều sự lựa chọn. Này như là tẩy tẩy trang này. Đây là Q-tip là để vệ sinh lỗ tai. Đi rất là nhiều, mỗi người mà vô trong đây á, những người mà vô trong đây thường là họ mua để cho dành cho một tuần luôn, để cho không mất công đi lại xa xôi. Tại vì trên chỗ mình ở đây có nhiều người ở trên núi á, họ không có nhiều thời gian để họ đi. À, đây là khu làm đẹp của phụ nữ rồi. À, khu này để mình xuống tới cái này sữa tắm cho em bé này. Dose. Rồi đây là các sữa tắm body wash. Olay. Tiếp tục. Lỡ mình đi lỡ hết khu này mình đi cho hết luôn. Đây là về dầu gội. Khu này khu dầu gội nè. À, đây là xà bông cục nè. Mỗi lần mua là một lố đây không. Giá là 9 đồng mà một 9 đồng đây coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Là khoảng 20 10 đồng, khoảng 20 20 cục. Đây 16 đồng của đô nè. Đó. Bên đây nè, dầu gội. Dầu gội bên đây. Loại này mình có mua về mình xài. Rất là tự nhiên và nó có hiệu quả cho việc mọc tóc nha. Mình đã xài rồi mình thấy nó mọc tóc rất là tốt. Đó là những cái chia sẻ của mình về cái một cái gian hàng của cái khu chợ Costco, là vừa có thuốc và vừa có vệ làm đẹp rồi về bổ sung năng lượng cho cơ thể. Thì trong tương lai mình sẽ làm những cái video như thế này nữa để mình giới thiệu cụ thể về những cái khu mà bán hàng của Mỹ. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ video của mình, và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.